Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại kênh Di Động Hữu Phúc của mình nha. Thì hôm nay mình xin làm một cái clip là tạo tài khoản Google cho những anh em mà chưa biết nha. Còn những anh em, cô chú, anh chị đã biết rồi thì xin phép bỏ qua nha. Thế mình cũng không phải dạy bảo gì đâu nha, chia sẻ thôi, mình chia sẻ kinh nghiệm cho những anh em chưa biết tạo tài khoản Google. Tại vì cũng rất nhiều anh em, mình bán máy xong về thì không có tài khoản Google á, thì mình cũng có gọi với Zalo chỉ thì cũng rất là cực cho anh em. Thì thông qua clip này thì những anh em bữa trước đã chưa rành về tài khoản Google thì mình xin phép dùng cái con Vivo này để mình test, hướng dẫn anh em tạo một cái tài khoản Gmail theo ý thích. Và anh em xin lưu ý là anh em nhớ mãi cái tài khoản Google đó nha, y như nó đi theo mình vậy anh em, y như là mà sống thì giữ lại mà chết mang theo vậy, giữ lại nguyên cái tài khoản đấy để khi nào mà anh em đăng nhập bất kỳ một cái tài khoản này vô một cái máy nào, anh em lỡ thí dụ xài cái máy này đúng không, anh em mua một cái máy mới thì mình đăng nhập vào cái tài khoản cũ, nó vào tài khoản với mật khẩu anh em nhớ thì sẽ mãi mãi không bao giờ mất dữ liệu, nó sẽ đồng bộ từ cái tài khoản Google của cái máy bữa trước anh em xài đúng không, nó sẽ qua một cái máy này đó, nên là anh em rất là yên tâm vấn đề tài khoản, những cái danh bạ cũng như hình ảnh nó không bị mất nhiều nha anh em. Thì đây mình xin phép làm clip này luôn, không nói linh tinh liên thiên nữa nha. Đây đầu tiên anh em kết nối wifi trước đúng chưa, kết nối wifi ok, anh em vô cho mình phần CH Play này, trên máy nào nó không có CH Play này, anh em tạo cho nhanh nha, anh em bấm vô cho mình đó. Thì đây là phần cần nhập thì anh em hủy đi, bỏ qua cho nó nhanh, anh em đăng nhập này đó, thì để máy nó kiểm tra một xíu thì nó sẽ vô cái chức năng là tạo tài khoản đó anh em, thấy không, đăng nhập này. Mình sẽ làm tường tận nhẹ nhàng và rất là chậm rãi cho anh em, những em chưa biết nhìn thấy clip này bảo đảm bao anh em làm được luôn nha, chứ khỏi phải ra tiệm hỏi này nọ cho nó rất việc nha, anh em tự làm tự nhớ tài khoản và mật khẩu riêng cho anh em mình luôn, ghi một tờ giấy ra để dành ha. Đây ở dưới bên góc trái này nè, nó có một tạo tài khoản này, anh em nhấp vô cho mình, cho con tôi, cho bản thân thì anh em nhấp cho bản thân tôi ok nha. Đó, họ tên anh em, thí dụ họ Nguyễn thì anh em nhấp họ Nguyễn ha, tên Long thì anh em nhấp tên Long cho mình, bấm tiếp theo. Đó thì anh em chờ một tí nó chạy cái máy, nó sẽ load dữ liệu. Đó, nó ra ngày tháng năm sinh và giới tính, anh em nhập cho mình ngày nào đó, ngày tháng của mình là ngày nhiêu thì nhập ngày đó, mình ví dụ ngày 8 tháng 8 năm 1980 ok nha. Giới tính thì nam hay nữ, anh em muốn chọn này là ABC đấy, nữ thì chọn nữ, nam thì không muốn trả lời hoặc là tùy chính là sang pha nhất gì đó, anh em muốn chọn thì chọn ha, chọn nam đi. Rồi ok, bấm tiếp theo. Rồi tài khoản anh em muốn gọi gì đó gọi, anh em muốn đặt cái tên là Nguyễn Long cũng được, Nguyễn Long, ví dụ tên của mình đi, anh em lấy tên mình ha, Nguyễn Long sinh năm 1980 đi. Đó, anh em bấm tiếp theo nha, tiếp theo. À thì đã nói này, tên này đã có người sử dụng nha, thì hãy thử tên khác, thì 1980 anh em quốc cho mình còn 555 rồi đi ok chưa, bấm tiếp theo. Đó là đây là bỏ qua cái bước gọi là cái bước trùng tên, anh em chọn mật khẩu cho mình, chọn mật khẩu thì anh em nên để cho mình một chữ viết hoa đầu tiên, chữ cái đi, đây cái mục này chữ hoa viết thường này, anh em nhấp lên, ví dụ như anh em nhấp là S này. À, rồi bỏ viết thường nha, là xong 7890 đó, thì mật khẩu là ở dưới giống nhau nha anh em, ở dưới anh em cũng là này, bấm y ở trên này là xong này, bỏ này, viết thường này, xong 0789 đó, xong 0789 không đây ok, 7890 nha, đây lì ở dưới trên sao thì dưới vậy nha anh em, sai là nó không chịu nha, xong một cái chiếc hoa thôi, xong này 7890 đó ok nha, anh em nhớ cho mình cái mật khẩu đó nha. Đó, anh em bấm tiếp theo này. Đó, nó chấp nhận ngay. Tại vì mình đã nhập hai lần giống nhau thì ok nha. Thì thêm số điện thoại này, anh em nên thêm số điện thoại. Còn đây là máy là mình làm ví dụ thì mình chưa có cái bước thêm này, mình bỏ qua số điện thoại nha. Đó, thì mình đồng ý này. Đó, là Nguyễn Long này. Tài khoản của bạn là bây giờ là Nguyễn Long 1980 365 amoc@gmail.com. Đó, ok anh em nha. Anh em bấm tiếp theo cho mình. Đó, anh em kéo lên bấm đồng ý nè, dưới này kéo lên này bấm đồng ý cho mình. Rồi nha, anh em mấy bước ra thì dễ rồi, em bấm xem nè, chấp nhận này. Rồi ok, như vậy là anh em đã tạo được một cái tài khoản Google cho riêng mình. Đó là lên CH Play là nhấp vào, anh em bấm nhấp ba chấm này, anh em coi này, đó tài khoản của mình này, Nguyễn Long 1980 365
ok nha anh em. Đó, rất là đơn giản như này thôi chứ không có gì phức tạp nha. Rồi nếu mà anh em muốn coi lại tài khoản của mình nó nằm trong một cài đặt này, anh em nhắm vô một cài đặt cho mình. Đó, anh em nhắm vô một tài khoản và đồng bộ hóa này thì tài khoản anh em nằm trong đây. Nguyễn Long 1980365. Nếu anh em muốn xóa tài khoản này, đăng nhập một tài khoản mới, anh em nhắm vô đây cho mình. Bấm xóa tài khoản. Đó, là nó sẽ mất tài khoản này khỏi cái máy của anh em. Là anh em sẽ tạo được một tài khoản mới. Và như mình không làm bước đấy thì mình giữ nguyên. Thì sau này đó, anh em tạo vô thì nó sẽ có một cái tài khoản trong này. Thì anh em tải ứng dụng Zalo, Facebook, Messenger, tất cả các ứng dụng này hết trong CH Play. Ứng dụng này anh em nhập một rồi, ứng dụng này đó. Facebook, Zalo anh em nhấp vô giờ một cái là anh em tải thôi, cài đặt một cái là về thôi. Đó, nó rất là đơn giản nha. Đó, thì mình vì qua video này thì cũng mong cho những anh em chưa biết tạo tài khoản Google thì thấy cái clip này sẽ tạo được tài khoản Google cho riêng mình. Rồi, chúc anh em thành công, tạo tài khoản rất là dễ nha. Thân ái chào anh em. Hẹn anh em những clip tiếp theo. À, những anh em đi ngang kênh nhớ thấy clip này nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nha. Rồi, thank you. Chào anh em.